À, Thanh Phú xin chào quý vị. À, chào tất cả anh chị em. À, cuốn video hôm nay, hiện tại Thanh Phú đang có mặt ở vườn cây bonsai của em Cảnh, địa chỉ là thị trấn Phù Mỹ của tỉnh Bình Định quý vị. Thì vẫn tiếp tục cuốn video chia sẻ và giao lưu bonsai. Một số bonsai, à, quý vị cùng toàn thể anh chị em cùng xem, thưởng lãm và giao lưu nhà vườn. Đấy, trước không gian khu vườn của em Cảnh cũng khá nhiều bonsai quý vị, từ những hàng bưng bê đến hàng tay kích lớn, đặc biệt là khá là nhiều chủng loại. Rồi, quý vị cùng toàn thể anh chị em đừng quên để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ quý vị. À, chào em. Mến chào anh Thanh Phú, mến chào toàn thể quý anh chị em yêu bộ môn nghệ thuật bonsai trên cả nước. Lời nói đầu tiên thì cho phép nhà vườn Cảnh Bonsai cũng xin gửi lời chào đến tất cả quý anh chị em mình. Chúc cho tất cả quý anh chị em mình sẽ luôn luôn dồi dào sức khỏe và sẽ luôn nhiệt huyết cũng như dành tình yêu đặc biệt với bonsai. Thì ngày hôm nay cũng như thường lệ, nhà vườn cũng có một số tác phẩm cũng khá là đẹp và cũng khá là chi mừng, muốn gửi gắm cũng như muốn chia sẻ đến toàn thể quý anh chị em yêu bộ môn bonsai trên cả nước. Và tác phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay nhà vườn muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình, đó là một tác phẩm Hải Châu. Một tác phẩm Hải Châu quý vị. Dạ, và đây cũng là một cái dòng cây rất đặc trưng của nhà vườn và cũng rất là đặc trưng của anh em miền Trung. Hải Châu Sam Núi thì nó đi liền với những cái dòng cây rừng của miền Trung nữa quý anh chị em. Đây là một cây Hải Châu lá nhỏ mà nó rất nghệ sĩ nha quý anh chị em nha. Đó, một cây đổ mà được nuôi như được làm như thế này. Dòng này là dòng trái chùm. Đẹp quá. Dạ. Siêu trái. Đó, Hải Châu thì cũng được ví như là một viên ngọc giữa biển quý anh chị em. Đó, thì nó hoa rồi bắt đầu nó ra trái thì nó ra tới 5-6 màu lận. Màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh. Mà đặc biệt là cái coi này thì cái dàn tây thì anh em mình biết là cái độ đào tạo cái coi này thì kinh lắm nha quý anh chị em nha. Nhờ anh Phú đi thấp cái gầm máy để anh em mình cảm nhận được cái bộ xương của coi này. Cái đường chạy, lắc độ nhảy, lắc đẹp, cái độ nhảy. Cái rừng mà nó có cái độ là cái độ uyển chuyển như thế này. Trong phải nói hàng vàng cây mới tìm ra được một cây như thế này. Và đặc biệt là cái công đào tạo của anh chị em. Cái này thì cái dàn tây dàn dâm của nó vào cái chế độ chơi rồi, lên da mê rồi. Đúng nghĩa là cây là bưng đi chơi nha. Hàng này thì gần như là nó đẹp từ cái phần chân bề của anh chị em. Cây rừng mà cái hàng dàn chân bề anh chị em mình có thể cảm nhận qua ống kính. Cái hàng chân bề, chân là chân gôm. Đó, đế gôm, chân gôm mà đặc biệt này. Anh chị em mình nhìn nó mềm mại cực kỳ luôn. Dạ, yeah, dạ. Yeah, yeah. Để mà có một cái cây như thế này thì vừa tìm một cái phôi về để mà xây dựng và đặc biệt là để mà đào tạo ra một cây như thế này không hề đơn giản luôn anh chị em nha. Và là không hề đơn giản. Rồi, em xin phép đo thông số kích thước để quý anh chị mình tiện hình dung và sẽ dễ giao lưu hơn. Cây này có cái hành đế là 48. 48, dạ. Hành đế. Hành thân cây này là 22. 22, hành, dạ, thân. Chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 26. Cao 26 từ mặt chậu. Và tàn đổ của cây này tính đường thẳng nha quý anh chị em nha là 62 từ trên đỉnh xuống. 62. Dạ, từ đỉnh xuống. Cây được được cốt trong một cái chiếc chậu rất gọn nha, foam nha quý anh chị em nha. 20. 20 chiếc chậu 20. Men rạng đắp tay bốn mạch. 20. Chậu một lò bài bản nha quý anh chị em nha. Đi với một cái bộ côm lê. Bộ đôn đẹp quá. Dạ. Cả đôn và chậu. Anh em nào chơi thì sở hữu nguyên bộ như thế này về chơi. Nó có một cái đôn cục cờ vừa với lại cái này luôn. Nếu mà anh em mình không thích cái đôn này to quá thì anh em mình có thể chọn một cái đôn vừa với lại cái xây chậu này luôn, đôn cờ.
đẹp. Chiếc một cái cây hai châu phải nói quá xuất sắc rồi quý vị. Cây chậu thì nó không vào chế độ gọi là không phải bàn cãi đây. Rồi anh chị em nào yêu thích tác phẩm đầu tiên này thì cũng nhanh tay để chúng ta sở hữu tác phẩm này mang về vườn của mình cũng như mang về đội của mình. Nhà vườn xin thông báo đến tất cả quý anh chị em mình là nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh chị em mình, từ những cái cây hàng bưng bê như thế này cho tới những cái cây hàng xây đại kích cẩu nha quý anh chị em nha. Và tiếp theo là một cái tác phẩm hải châu mini quý anh chị em, một cái cây hàng bưng bê rất gọn gàng, bưng bê nhưng mà nhỏ nhỏ nhưng mà có vỏ nha quý anh chị em. Anh em mình xem nhẹ cái giang tay phát cây một cây rừng đóng tả hữu tiền hậu, phải nói cực kỳ chuẩn chỉnh nha, tuyệt vời. Đặc biệt cái dàn dâm anh em mình cảm nhận nha, cái dàn xương dâm phải nói cù sánh. Để mình làm ra một cái cây như thế này thì anh em mình biết là thời gian này thôi hết bàn của anh chị em nha, quá lâu đó. Tuyệt vời, xem về cái dàn dâm một phát đã, đấy quá tuyệt vời gì. Cây một người bê thôi mà cái độ già của nó thì không phải bàn. Cây này thì anh em mình có thể mang đi chơi rồi các cái hội mini mọi đấu trường nha. Cây bé bé con thôi, cây cũng đang vào quả quý anh em, mà dòng này là dòng trái chùm luôn nha. Anh em mình có thể cảm nhận đang ra trái lý nhí đấy. Đó. Dòng trái này là dòng trái chùm. Quay một vòng, sau đó em sẽ đo tổng số kích thước để quý anh chị mình dễ hình dung. Trái. Cây đang hoa, bắt đầu vào hoa vào trái. Cây đẹp gần như là hai mạch nha quý anh chị nha. Chân bờ cũng rất đẹp. Cốt lắc. Để mà tìm một cái cây như thế này cũng quá tuyệt vời. Làm cũng chua lắm quý anh chị em. Những cái cây này làm chua lắm. Lâu. Bé bé như thế này mà nằm ép chậu nhỏ để mà nuôi như thế này lâu lắm. Hàng đúng là hàng mà để anh em mình sưu tầm gọi là để chơi quý anh chị em. Những cái hàng này gọi là hàng chơi rồi, chấp chơi rồi. Hoành đế cái này là 32 quý anh chị em. 32. Dạ. Yeah. Thân cây này thì bé thôi nha quý anh chị em nha. Đo cái hành cũ đây. Hành cũ này là 22. 22. Hành cũ ở dưới sát ở dưới đế, hành thân ở phía trên này là 12. Và tác phẩm hải châu mà mini. Dạ. Yeah. Quá chuẩn chỉnh quý vị. Chiều cao của cây này là 24 quý anh chị em. Cao 24. Đây là một kích mini mà cũng một cái tỷ lệ rất đẹp. Dạ, yeah. Tàn ngang của cây này là 32. Tàn 32. Đang nằm ở trong cái chiếc chậu có đường kính là 24. Chậu 24. 24, ngang 16. Tác phẩm phải nói quá đáng để sưu tầm nha quý anh chị em nha. Hàng phải gọi hàng bàn trà mà phải nói cực kỳ very good luôn. Mang đi chơi các cái cuộc triển lãm, hàng mini bỏ kệ quý vị. Dạ. Cây này thì nó vào một cây trái thì anh em mình bưng vào nhà chơi uống trà xong rồi chúng ta bưng ra ngoài, tuyệt vời. Đẹp. Rồi anh chị em mình cùng ngắm chi tiết lại một lần nữa. Cây bách chuẩn chỉnh bài bản, không mang gian, không mượn tạm, làm rất chi tiết và rất nét. Anh em yêu thích với cái tác phẩm này thì cũng nhanh tay để chúng ta đưa về vườn của mình như đưa về đội của mình nha quý anh chị em nha. Rồi và tiếp theo nhà vườn muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình đó là một cái tác phẩm sung. Một tác phẩm sung. Dạ, một cây sung phải nói tuổi chậu rất cao nha quý anh chị em. Cây cực kỳ già, anh em mình có thể cảm nhận qua ống kính. Cây này ở ngoài anh em mình nhìn nó mới khiếp sợ nó quý anh chị em. Sung mà già, khiếp già dạ. Quý vị. Sung nó già chơi nó mới phê. Mà cây gì cũng vậy anh em, cây gì cũng vậy. Già nhìn nó đẹp. Quá già. Nó chảy, sờ ra nó lên những cái nu. Khiếp không quý vị. Nó lên những cái nu, những cái mụn. Đặc biệt các cái đầu mà cắt rễ. Anh em mình có thể nhìn thấy là chúng ta biết được cái độ tuổi của cây. Cây thì hai người bê quý anh chị em. Rất ngọn. Cây hai người bê cũng, cũng gọn gàng thôi. Một cái củ sung mà nó lùng như thế này. Đó. Đẹp. Cái đường chạy. Đồ nu sùng.
Cái đoạn đấy rất đẹp vì thành phố thôi. Nó chạy dàn chân cũng khéo. Dạ, khiếp sợ. Có nhiều cây mà về thiên nhiên cũng khá đẹp mắt. Anh em có thể cảm nhận qua các cái đầu chân rễ đó, anh em mình đã thấy nó cái độ xịn của nó đó. Ui, dàn sung mà dàn da. Nên anh Phú thấy cái độ chỗ đó nó chạy lên thân, nó tạo cái độ khó chịu. Đẹp, tuyệt vời. Thấy cái bộ bề không là quá đẹp rồi. Được hối vào một chiếc chậu nữa, khá là thích hợp về tác phẩm sung này quý vị. Rồi, anh chị em mình cùng chiêm ngắm. Em cũng xin phép đo thông số kích thước để quý anh chị em mình dễ hình dung và sẽ tiện giao lưu hơn. Coi ép gần như là ép chậu rất sát rồi quý anh chị em. Ép hết cỡ rồi ạ. Cái này cái hành đế của nó là 1m1 nha quý anh chị em nha. 1m1. Dạ, kín chậu ạ. Em xin phép đo cái hành cũ, và cái hành cũ này cũng là cái hành thân của cây. 55 quý anh chị em. 55. Dạ. Chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 42. Cao 42. Và tàn ngang của cây là 62. 62 tàn. Đang nằm ở trong một chiếc chậu đắp tây tứ xuyên, có cái đường kính là 42. 42 kích thước chậu. Chậu tròn. Rồi, anh chị em mình cùng chiêm ngắm cái tác phẩm sung này. Anh chị em nào yêu thích tác phẩm sung này thì cũng nhanh tay để chúng ta sở hữu cái tác phẩm sung này mang về vườn của mình, cũng như mang về đồi của mình nha quý anh chị em. Rồi, và tiếp theo nhà vườn muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình đó là một cái tác phẩm sam núi. Tác phẩm sam núi. Dạ, đây là một cây sam núi mà phải nói cũng khá là hiếm mà gặp một cái vách mà nó đổ rễ đa. Dáng đa mà nó kiểu như cây xanh cây si như thế này rất là khó có nha quý anh chị em. Đẹp chưa? Dạ. Chủng loại là chủng loại cây sam thì chúng ta khó gặp những cái kiểu cây như thế này lắm. Đa số là gần như là rất ít. Đây là một cây sam phải nói cực kỳ già nha quý anh chị em nha. Già mà có cái dàn rễ đa phải nói rất ấn tượng. Với vật lá rồi nên anh chị em mình xem nó rất là rõ. Chuẩn bị bật lọc, nó đang bật lọc nhỏ kín cây. Cái sam nó anh em mình thấy cái độ khủng của nó. Dàn vách. Cái dàn xương dâm. Nên mình nhìn có thể cảm nhận được cái thời gian. Đang húng là đọt non rồi. Dạ. Thời gian của cây này thì nó rất lâu nha quý anh chị em nha. Có một cây sam như thế này nằm trên một cái dĩa tiêu cảnh, cái chậu miên rạng đường kính 80 nha. Cây khá to nha quý anh chị em. Anh em mình có thể cảm nhận. Cây rất to, cây hai to. Người khiêng hơi bị nặng á. Dù cho cái chậu này nó mỏng nhưng mà hai người khiêng khá nặng á. Xây này xây to quý anh chị em. Bốn người khiêng thì nhẹ nhàng. Rồi. Anh chị mình cùng chiêm ngắm tổng thể. Em xin phép đo thông số kích thước để quý anh chị mình tiện hình dung cũng như dễ giao lưu hơn. Em xin phép đo cái hành bề của tác phẩm sam này. Cây được nằm trên một cái dĩa tiêu cảnh, làm tiêu cảnh cũng khá sinh động rồi quý anh chị. Hành đế là 95 nha quý anh chị em. 95. Dạ, em mới đo mô phỏng thôi. Em xin phép đo trên cái vách này nha. 69. 69. Dạ. Cây sam này là một trong những cái dòng tiểu mộc mà cây này thuộc cái dạng cây xây đại nha quý anh chị em. Vì sam mà để có một cái cây mà to như thế này thì rất khó đó nha. Đúng rồi. Đa số là cây nó cũng nhỏ thôi, thân một nó cũng ta nhỏ thôi, cho nó không khó có những cái cây bự cỡ này lắm. Chiều cao của cây là 41 quý anh chị em. Cao 41. Và tàn ngang của cây là 87. Tàn là 87. Đang nằm ở trong một chiếc chậu có đường kính 82. Chậu 82. Dạ. Yeah, và chiếc chậu khá là xịn. Chiều ngang của cây là cái của chậu là 56. Ngang của chậu 56. Dạ. Yeah. Cây sam
đầm luôn, có cái dáng đa, dáng đa, dáng làng rất đẹp, giống kiểu như là cái cây xanh hả quý anh chị, kiểu như một cây xanh nên mình có thể cảm nhận được cái bộ xương dâm, bộ máy, bộ bóng máy, bộ xương dâm nó già cút kít hết. Ngoài này thì nói tới cái độ cổ lão thì chấm hết nha quý anh chị em nha, đẹp gần như là bốn mạch luôn. Vạch lá rồi thì anh chị em mình xem đẹp tứ diện, cái sam mà vạch lá nó nhìn nó phê lắm. Đã, nó cái bộ rễ nhìn râm, anh em mình thấy cái bộ rễ đa, bộ rễ đa cực kỳ. Rồi anh chị em mình cùng ngắm lại tổng thể một lần nữa tác phẩm sam núi này, và anh chị em nào yêu thích cũng như là muốn sở hữu tác phẩm này mang về vườn của mình cũng như mang về đội của mình để chúng ta sở hữu những tác phẩm đẹp như thế này thì cứ liên hệ trực tiếp với nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình nha quý anh chị em. Nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh chị em yêu bộ môn nghệ thuật bonsai trên cả nước ạ. Và tiếp theo nhà vườn muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình đó là một cái tác phẩm sam trái, một cái cây sam núi nha quý anh chị em. Sam núi trái quý vị. Dạ. Cây rừng khai thác và xây dựng cũng rất nhiều năm rồi. Phải nói dòng sam mà vặt lá rồi. Dạ. Xem nó sướng quá. Nhìn nó thì đây là khuê dâm. Khuê dâm để quý anh chị em mình thấy được cái độ sắc nét của cây. Thấy dạng dâm dạng tây. Bách rất là bài bản và chuẩn chỉnh. Đấy. Anh chị em mình xem đã. Anh em coi cái cần nó vặn nó đảo và cái cổ nó vặn lên. Nhìn nó bách bông tán rất xương là bài bản. Kỹ. Để mà có cái dạng râm như thế này phải nó. Mà dâm này là dâm gọi là lọc gần như là thường xuyên mà không có để gọi là để xiêng xẹo qua với nhau để mà ăn gian bóng đâu nha quý anh chị em. Không có kiểu mà cách mà để chúng ta giống như đây chúng ta xỉa dâm ra đan với nhau như thế này á mà sạc qua cho nó dày. Thì cái đó nuôi nhanh cho mình, nếu như mình lọc như thế này nè quý anh chị em để mà toàn bộ cái dàn dâm này nó đấu âm cái phần dương lên trên và đặc biệt nó đấu móng rồng lên như thế này thì rất lâu nha. Và nó được cái độ tan chảy, cái độ vuốt không bị thô, không bị thô ở cái phần kết như là cái phần đầu ngọn á, là nó không có bị đầu bò cái gì, nó không có bị thô á. Nó vuốt nó tan chảy từ bên trong ra tới bên ngoài ngọn, nó vuốt nó thanh nó nhỏ nên nhìn nó có độ chi tiết rất cao. Để mà bách mà kỹ như thế này thì đòi hỏi là mình phải lọc gần như là thường xuyên vẹt lá rồi lọc dâm để nó không có bị thô đầu. Rồi anh chị em mình cùng chiêm ngắm tổng thể, em xin phép đo thông số kích thước để quý anh chị em mình dễ hình dung. Hành đế cây này là 54. Dạ. Thành thân là 32. Dạ. Cây nó có một cái lũa rừng ở ngay đây nha quý anh chị em nha, nhưng mà lũa xanh nha, lũa thép nha. Về thiên nhiên. Dạ. Cao là 37. Cao 37. Dạ. Và tàn ngang của cây là 74. Đang nằm ở trong một chiếc chậu hình nhân của Trung Quốc, có cái đường kính là 26. Chậu thống quý anh chị em, 26 vuông. 26 vuông. Dạ. Cây sam trái hàng khai thác như thế này rất đáng để mà sưu tầm nha quý anh chị em nha. Nó không thuộc vào hàng đồ chơi rồi, không phải làm thêm bất cứ gì nữa, chỉ có chơi rồi bắt đầu giữ gìn và gọi là bảo tồn thôi, chứ không phải xây dựng hoặc làm thêm bất cứ gì. Cách lốt tán như cái phần bộ tán mà nó rất đều đẹp. Bách toàn bộ là có bông lưng rồi hết nha quý anh chị nha. Rất là rõ ràng, rất là đẹp. Tiếp theo nhà vườn muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình đó là một cái dòng cây rừng. Cũng rất lạ, chơi cũng vui quý anh chị em. Cái này là cây bình linh. Cốt dễ thương. Cốt bình linh. Cái này thì gỗ nó là thôi khỏi nói quý anh chị, cái phần gỗ nó như gỗ trách nha, nó hóa đá luôn chứ không phải là chắc. Dạ.
và đặc biệt là mấy cái này thời gian giống như là mình chơi cái cốt rừng này, mình chơi nó lạ quá anh em. Chắc đặc biệt là nó những cái gỗ này khi mà sớ thịt của nó bươn vào thì nhìn nó phần này này nhìn nó cổ lão lắm. Thứ nhất là cổ lão, là những cái vết két này cái gì mình thấy nó tạo thành những cái rốn hết này đó. Đấy, ngày xưa két mà để làm kín hơn. Dạ, coi này thì cái lá nó ra giống như là cái phong lá đỏ quý anh chị em. Cái phong lá đỏ của Nhật Bản á. Cái lá nó kiểu y xì như vậy, nó ba cái lá ra mà y xì là cái phong lá đỏ luôn. Cái cốt thương quá. Nó nhỏ nhỏ mà rất là già. Coi nó nhỏ rất già, mà đặc biệt là cái đồ rừng mà khai thác mà tới cái, các cái mạch rễ đây anh em biết là đó. Nó gồm nó kéo đẹp như thế này. Còn như hai mạch. Mạch này cũng quá đẹp. Dạ, cái nu nó là cái giống như cái nu nhưng mà nó đẹp nhất là cái hốc này quý anh chị. Đúng rồi, nhìn cái lúa này, nhìn nó mình không hiểu sao mà nhìn nó có cảm giác về thời gian á, kinh lắm. Giống như nó sành, nó hóa đá vị trí này, này. Cứng như đá vậy. Nhìn nó cũng hay, chia sẻ anh em mình chơi vui. Cái dòng này thì nó không vừa tiền, dễ chơi mà nó nhìn nó cũng lạ quá anh chị em. Chúng ta sở hữu những cái dòng coin này cho nó đa dạng trong vườn mình. Hành đế cái này là 63. 63. Cái hành thân em xin phép đo trên cái đoạn này nha quý anh chị em nha. Là 43. 43. Dạ. Chiều cao là 25. Cao 25. Tàn ngang là 28. Tàn 28. Dạ. Đang nằm ở trong một chiếc chậu Trung Quốc. Bắc nung có cái đường kính là 31, dài 31 và chiều ngang là 22, ngang 22. Dạ. Tác phẩm này nhà vườn xin phép được giao lưu đến tất cả quý anh chị, mình giá là 3.500.000 đồng. 3.500.000. Dạ. Bé bé con mà cũng rất là đáng chấp để sưu tầm. Cốt dễ thương. Dạ. Chơi cục nu không đủ à? Đúng rồi. Bỏ bàn ngắm cũng tuyệt vời. Dạ. Nó ra lọc nó màu đỏ mà nó ra nhìn chấm chím nhìn đã lắm. Ừ. Y xì là cây phong luôn. Đúng rồi. Phong lá đỏ luôn. Đẹp chị thương lắm. Dạ. Rồi anh chị em mình nhấc máy lên để chúng ta sở hữu cái tác phẩm này. Giá cũng rất là hợp lý quý anh chị. Chậu này cũng đất nung này cũng mấy trăm ngàn rồi. Vào chậu cây rồi cũng sạch sẽ hết rồi. Dạ. Mang về mình trưng bày thôi. Rồi và tiếp theo nhà vườn muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình là một tác phẩm Hải Châu nữa nha quý anh chị em. Một tác phẩm Hải Châu quý vị. Dạ. Cây này thì mình đặt là phu thê sinh quý tử quý anh chị em. Đây là người chồng, người vợ và đứa con trai đây. Bắt mắt. Dạ. Phu thê sinh quý tử. Được kết hợp. Chung là ba thân cũng rất quyện với nhau. Nhìn nó cũng rất là độc đáo. Nó có một cái độ uyển chuyển quý anh chị em. Cây nó có một cái độ uyển chuyển và đặc biệt là cái dàn tay được làm rất là phiêu bồng nha quý anh chị em. Làm bóng phải nói rất là phiêu. Cây thì cũng được nuôi cũng khá là nhiều năm này quý anh chị em. Vừa được kề lại cái dàn dâm, làm lại cái dàn ngón, phần cút đề ba, các cái nhịp chuyển bên trong thì gần như là vế được cố định. Đó, cây được có được cái đường chạy, đường truyền rất là nhịp. Lắc mấy các đồng thân. Phong cũng khá tranh nha quý anh chị em nha. Cây này phong cây nó cũng khá tranh. Đặc biệt là những cái đường chuyển của cô của thân này, rất là mềm mại, nhịp nhàng. Đó, đường chạy, đường đề ba. Cây này thì cũng nằm cũng tương đối nhiều năm trên chậu rồi quý anh chị em. Anh em nào mà sở hữu những cái tác phẩm như thế này thì cũng rất là hợp lý để anh em mình chơi. Dòng này thì trái nó là trái chùm, trái rất to nha. Trái rất to và đặc biệt là trái chùm rất là đẹp. Và nhà vườn cũng xin phép đo thông số kích thước để quý anh chị em mình tiện hình dung cũng như sẽ dễ giao lưu hơn. Cây này nó cái phong tranh mà nó có độ âm độ dương nha quý anh chị em. Nó có
nó có độ cứng độ mềm, nhìn nó rất quyện với nhau. Em xin phép đo cái hành đế mô phỏng thôi nha quý anh chị em. Hành đế cái này là 92 quý anh chị em. 92 hành đế. Mình xin phép đo cái tổng thể cái cụm này là 65. 65. Và từng thân của nó thì thân giờ chắc khoảng tầm mà mình đo chính xác luôn. Thân này là 22 này. 22. Thân này là 20 này. 20. Thân này là 12. 12. Dạ. Và chiều cao của cây là 90 quý anh chị. Cao 90. Dạ. Và tàn ngang của cây là 90 luôn. Tàn cũng 90. Đang nằm ở trong ở chiếc chậu Trung Quốc có cái đường kính 62. 62. Và chiều ngang của chậu là 42. 42. Dạ. Một cái cây hải châu mà có cái đường chày nó rất trong, nó có độ mềm độ cứng, nhìn cũng khá độc đáo nha quý anh chị em nha. Dưới này nó lách, nó lách lên cái nó có cái độ mềm, trên nó có cái độ cứng. Đấy, có âm có dương mà xem để ý. Được bố trí cũng như được lót tàn nó. Nó chia ra thành nhiều cái đẹp mạng đẹp miếng nhỏ nhìn đó. Nó rất có chiều sâu. Anh chị mình có thể chiêm ngắm tổng thể một lần nữa tác phẩm này. Anh chị nào yêu thích thì cũng có thể gọi điện trực tiếp để liên hệ nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình nha quý anh chị em. Nhà vườn xin thông báo đến tất cả quý anh chị em, mình là nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh chị em yêu cũng như mộ điệu bonsai trên cả nước. Đánh những cái tàn rơi này xuống nhìn nó rất là phiêu nha quý anh chị em, rất là nghệ sĩ luôn. Và tiếp theo là một cái tác phẩm phải nói rất ấn tượng nha quý anh chị em. Đây là một cái tác phẩm dúi, anh em còn gọi là cây Hoàng Anh Mộc. Cũng là một cái dòng cây, một cái dúi mà nó dáng huyền thác đổ ôm quạt. Đặc biệt là đây là cây dúi thuận nha quý anh chị em nha. Xài lớn. Một cái cây thuận, một cái cây dúi thân mà nó cái độ uyển chuyển cũng như cái độ đề ba của cây nó mềm mại, và cái dàn tay thì nó cực kỳ tan chảy nha quý anh chị em nha. Dàn tay này được làm rất kỹ. Đặc biệt là nó vuốt từ bên trong. Nó vuốt từ bên trong phần sườn ra tới phần ngón. Làm rất là chi tiết và rất tỉ mỉ, và nhà vườn sẽ quay chi tiết kỹ cái tác phẩm này để quý anh chị mình dễ hình dung và sẽ tiện giao lưu hơn. Đây là một cái dòng dúi lá rí á quý anh chị nha. Cái này thì cái lá của nó như lá sam luôn, lá nó bé tí nhìn rất là phê. Cây nuôi cũng khá là lâu năm ở trên chậu nên là cái độ sành độ sánh của cây anh em mình có thể cảm nhận qua ống kính. Cái này thì xây của nó là xây cẩu nha quý anh chị nha, kích cẩu. Xinh lắm. Là một tác phẩm phải nói rất độc đáo nha quý anh chị em. Đây là một tác phẩm dúi phải nói cũng khá là khủng. Ở cái kích bonsai đại cây thì anh em mình có thể cảm nhận qua ống kính cái độ chạy, cái đường chạy của cây, cái độ bỏ chân cũng như cái phần đề ba. Thấy cái cốt độ vặn. Đây là một cái cây dúi thuận. Cái thân nha quý anh chị em nha, một cái cây dúi thuận mà phải nói nó có cái đường thân như cuốn pháp, nó chạy độ đề ba đẹp. Và cái phần chân, cái phần chân nó bỏ chân phải nói rất là khôn đó, cái phần chân nó bỏ rất khôn, và đặc biệt là cái độ chuyển cái độ đề ba rớt đấy, xuống rớt xuống. Dạ yeah, nó tạo thành một cái độ lả lơ, và đặc biệt là xuống phía bên dưới thì nó đấy, nó móc vô và đặc biệt nó móc ra cũng rất là ấn tượng. Đây là tới đây là bắt đầu là hết cái phần khai thác rồi quý anh chị em. Từ vị trí đây, đây là mẹ thiên nhiên ban tặng, phần này là con người về bắt đầu mình tạo tác nuôi. Dàn râm này cũng dày hết rồi. Dạ, dàn râm thì được đào tạo thì anh em mình có thể nhìn là nó cái độ vuốt như cái độ tan chảy, lá thì rất là bé, dòng dúi lá nhỏ lá rí. Cái này thì cái mạch sale của nó phải ấn tượng nữa nha. Rồi giờ nhờ anh Phú luôn đi qua cái mạch sale. Thôi được rồi, anh đứng cái phần đó sale đó, chúng ta quay vào phía sale để anh em nhìn nó rõ hơn. Thì cây này thì nó là cái dòng cái cây to của anh chị em, mà vườn em thì nó hơi chật nên là phải quay nhiều mạch để quý anh chị em mình đứng nhìn cho nó rõ. Cây được bách rất chuẩn chỉnh, rất kỹ nha quý anh chị em nha. Rồi nhà vườn bây giờ bắt đầu đo thông số kích thước, rồi sau đó em sẽ quay ra cái mạch sale để quý anh chị mình nhìn được hết tổng thể cái cây này.
Em xin phép đo trước tiên là cái hoành đế nha quý anh chị em nha. Hoành đế. Đế em đo một phòng nha quý anh chị em nha. Là 99. 99. Dạ. Yeah. Hoành thân nha quý anh chị em nha. Em xin phép đo ngay chỗ vị trí này nha. Ngay cái eo này. 52 quý anh chị em. 52. Dạ. Ngay đoạn chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 60. Cao 60. Dạ. 60 và cái tàn đổ. Tàn này là nó ôm ôm quạt đó quý anh chị em. Nó ôm cua theo cái chiều quạt này. Bây giờ đo cái đường thẳng đi. Đường thẳng từ đỉnh xuống đi. Rồi đo full cái tàn đổ từ cái đường cong của quý anh chị em mình là 1m35 quý anh chị em. 1m35. Còn nếu mà cái chiều cong này, cong ổn quá. Đo theo cái chiều đổ theo chiều cong thôi. Em chưa bao giờ đo quý anh chị em. Đo mô phỏng thôi chứ chưa bao giờ đo. Khoảng 2m rưỡi á. Khoảng 2m rưỡi. Tức là đo mô phỏng đo theo chiều cong nó khoảng 2m rưỡi. Nó đang nằm ở trong cái chiếc chậu quạt hàng Phật Sơn, hàng Trung Quốc đắp tay nha quý anh chị em. Cái chậu quạt có cái đường kính là 1m1. 1m1. Dạ. Yeah. Chậu quạt 1m1. Và chiều ngang là 50. Ngang 50. Dạ, yeah. Chậu đắp tay hàng Phật Sơn, hai mọc lò nha quý anh chị em nha. Đóng ở phía sau. Rồi, và đây cũng là cái mặt trước của cây. Cũng là cái mặt diện của cây. Và bây giờ nhà vườn cũng xin phép nhờ anh Phú sẽ đi qua mặt sau để chúng ta nhìn tổng thể cái mặt sau của cái tác phẩm dúi này. Cái dúi ôm quạt rất nghệ thuật nha. Cây được làm rất kỹ và bắt tay cành rất chuẩn chỉnh luôn. Và tiếp theo là cái mặt sau của cái tác phẩm Hoàng Anh Mộc này nha quý anh chị em. Cái mặt sau này nó không thua kém với mặt tiền đâu nha quý anh chị em. Đẹp chưa? Đặc biệt là cái khôn hay không là hai cái chân này, nó bỏ hai cái chân quá độc. Thì mình nhìn cái co này, cái đoạn nó khoảng tầm 70 độ, 70-75 độ. Rất là yên chuyển. Theo. Và đặc biệt coi anh em mình có thể cảm nhận được cái tuổi chậu của nó. Cái chân rễ từ cái đầu mạch cách nó bắt đầu nó tuôn rễ xuống và bắt đầu bây giờ nó bấm mông rồng xuống. Da thì bắt đầu đổ màu vàng, màu đỏ, màu vàng đồng này. Đó. Anh em mình có thể cảm nhận cái bộ da. Ủa, nó trùng lại đẹp hết. Dạ, cái bộ da, cái bộ chân. Chân mà rễ mà giờ nó như thế này thì anh em mình có thể cảm nhận được thời gian. Đó. Cái cuộn đi của cây này thôi chứ. Nói về cây khai thác thì chỉ có mẹ thiên nhiên ban tặng cho những cái đường thân như thế này. Còn đặc biệt quý hơn nữa là cây này là nó là cái cây dúi thuần của anh em. Cái cây dúi mà cái thân của nó, cái cây dúi thuận mà nó như thế này, chứ nó không phải là cái phần rễ đó mà nó độc như thế này là cũng hàng hiếm đó quý anh chị em. Nó không là hàng hiếm. Rồi, anh chị em nào thiệt sự yêu thích cũng như thiện chí với cái tác phẩm dúi này thì anh chị em mình cũng nhanh tay để chúng ta sở hữu cái tác phẩm này, mang về vườn của mình cũng như mang về đội của mình. Một cái tác phẩm quý như thế này rất đáng để sưu tầm và cũng rất đáng để mà sở hữu với quý anh chị em nha. Đó, cái dàn tay cành như hàng xương dâm làm quá chi tiết và quá chuẩn chỉnh đây. Càng chơi thì đồ này càng chơi càng quý quý anh chị. Và cuối cùng trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, nhà vườn cảnh bonsai muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình đó là một cái tác phẩm đề cổ. Một tác phẩm đề cổ cái gì? Dạ, một tác phẩm đề mà phải nói rất là khủng nhiều quý anh chị. Đây là một tác phẩm bonsai đại. Xây to. Đặc biệt là đường tạo tán được làm rất là kỹ con. Cây một cây trúc. Cây trúc có một cái bồi bờ. Nói anh em có thể cảm nhận qua cái thời gian năm tháng mà để nó như thế này thì không hề đơn giản. So với em cảnh thì bé xíu. Đây, anh em có thể đưa về nhà cổ hoặc là đưa về các cái vườn mà mình đẹp, có thể đẹp là làm một cái bức bình phong luôn quý chị. Thì coi nó khá đại
sông nó khá là rộng luôn. Đặc biệt các cái cán tây thì anh em mình nhìn cái dàn tây dàn kèo thì anh em mình có thể cảm nhận được cái dàn kèo này thì mất biết bao nhiêu năm của anh Việt để mà tạo ra cái dàn kèo. Dàn kèo thì mình bắt luôn mình mất toàn bộ dàn kèo. Anh em đẹp vào vườn kém nhìn nó rất là uy nghi. Và đặc biệt là cái đề này thì cái đọt của nó thì anh em mình có thể cảm nhận được cái bộ lá rất đẹp, cái gân nó ra gần như là không bao giờ hết đỏ trên cây luôn anh chị. Đỏ, cái đọt của nó không bao giờ hết đỏ. Anh em có thể cảm nhận được cái độ vuốt ngọn và đặc biệt là cái ôm một cái chiếc chậu, cái phần chậu này nếu như mà kỳ công nữa quý anh chị có thể đắp một cái nhờ anh em người ta đắp một cái trang trí những cái họa tiết xung quanh này nhìn cho nó bách mắt hơn, quá cổ em ơi. Dạ, cái bộ da của nó cây nó rất là già, nói cái độ già thì khỏi nói nữa. Đẹp, cái phần mà nó chảy xuống nè, đẹp quá. Cây này thì nó gần như là hai mạch nó đều rất đẹp, hai mạch đều quá, nó chảy cái phần rễ xuống. Quá trình năm tháng quý vị đều chảy sợ như này. Đây, tất cả một cái thành chậu chứ còn đẹp hơn mặt trước nữa anh Phú ạ. Tất cả các mặt để mà có một cái cây mà nó cái gì dàn chân nhàn cảnh mà nó như này không hề đơn giản, không hề đơn giản. Nó chảy xuống chỉ có 5 tháng thời gian tạo ra được một cái sâu này cũng tuyệt vời. Wow, cái bộ sâu này thì cũng thôi đẹp quá, tuyệt vời. Phải nói là cảm nhận mà trước một cái tác phẩm. Cái này mình nhìn ở ngoài anh em. Ngoài nó cũng cái độ hùng vĩ. Quá tuyệt vời. Nó vừa to bằng bụng. Tay cầm. Cái phần kén của nó cái phần kén. Chị. Nhìn rất là quen. Cái này càng chơi càng quý anh em. Ở cái này nếu có mưa anh em sợ. Năm tháng thì cái dàn tây này nó đồng thanh đồng thủ với lại cái bộ cán này thì phải nói không còn gì mà để bàn cãi. Nhà vườn mình xin phép đo tổng số kích thước để quý chị em mình có thể hình dung được cái độ khủng của cây này nó như thế nào. Nhờ kéo kích thước cái này một người đo không hết được, cũng vậy to, cực hai, to hai người thành đớ. Cái này là 28 nha quý chị nha, 28 thân là 1m8 nha, 1m8 dạ, thân là 1m8 khiếp sợ quý chị, cái độ đồng luôn. Cây nó có cái chiều cao là 1m45. Cao 1m45. Yeah. Rất đúng quanh thời đại. 1m50 quay đầu cái này, 1m45. Quá ổn định. Bộ phôm tàn. Phôm tàn là 1m7. 1m7. Yeah. Đang nằm ở trong cái chiếc chậu Trung Quốc đắp tay. Có cái đường kính là 1m1. 1m1 kích thước chậu. 1m1 là chiều ngang là 77. 77 chiều ngang. Tác phẩm cổ đề, về đề cổ phải nói quá xuất sắc quý vị, quá xuất sắc, quá đáng để sưu tầm. Cây trực chúng ta có thể làm cái bình phong phía trước cái vườn của mình, hoặc là chúng ta có thể đặt trước những ngôi nhà cổ thì phải nói chấm hết luôn. Bồ đề thì anh em mình biết rồi, bồ đề tượng trưng cho cái sự trí tuệ. Nhắc tới bồ đề thì tượng trưng cho sự trí tuệ, như là bồ đề mang lại may mắn cho gia chủ như quý chị, rất là xứng đáng để quý chị mình sưu tầm mang về vườn của mình cũng như mang về đội của mình. Của tác phẩm đề cổ như thế này, cây được dày công đào tạo cũng như toàn bộ dàn chân dàn móng được bấm vào và cốt chậu làm cũng rất lâu năm và được cô chậu toàn bộ. Chậu gần như là cây này thì đặt vào cái chậu này gần như là
hết rồi quý vị, gần như là nó gần như là sét, rất sét rồi. Về chỉ việc chơi thôi, không còn phải làm cái dạng tay ngang nữa, còn là quá chủ trình đó. Anh chị nào mà thực sự yêu thích, yêu thực sự thiện trí với tác phẩm này, ta có thể mang về vườn của mình, như đưa về vườn của mình. Và nhà vườn cũng xin thông báo là thật là nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý vị yêu bộ môn nghệ thuật bonsai trên cả nước, từ những cái cây hàng bình bơ, bình bê cho tới những cái cây hàng xây đại tình cẩu như thế này, đều có ship hàng tận nhà cũng như tận vườn quý chị em mình. Và thời lượng báo giá của tuần này cũng tương đối là khá dài rồi quý chị em, nhà vườn xin phép dừng cuốn video tại đây. Cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến kênh của thành phố đã tạo điều kiện cho nhà vườn ship lại gần nhà vườn đến tất cả quý chị em mình. Chúc cho tất cả quý chị em mình sẽ luôn luôn dồi dào sức khỏe và sẽ luôn nhiệt huyết với tình yêu bonsai, đặc biệt là sẽ sưu tầm cũng như sở hữu cho mình những cái tác phẩm đẹp, những cái tác phẩm ưng ý chúng ta mang về vườn của mình và mang về vườn của mình. Một lần nữa cũng xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý chị em mình. Rồi, chào em. Rồi, và chương trình giao lưu cây bonsai tại vườn của em Cảnh, địa chỉ là thị trấn Phù Mỹ của tỉnh Bình Định quý vị. Thì vừa qua em Cảnh cũng có chia sẻ một số bonsai, nhiều size cũng như nhiều chủng loại. Quý vị cùng toàn thể anh chị em mình có nhà ý với tác phẩm nào thì cứ liên hệ trực tiếp để giao lưu cùng em. Và trước khi kết thúc cuốn video này, Thanh Phú chân thành cảm ơn quý vị cùng toàn thể anh chị em đã bỏ chút thời gian xem hết cuốn video. Và hãy để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ quý vị. Và hẹn lại quý vị cùng toàn thể anh chị em những cuốn video cũng như những tập tiếp theo từ các nhà vườn để giao lưu bonsai. Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị.